mình thấy có rất nhiều bạn chụp ảnh lên là mở được 77 kim cương và có rất nhiều bạn than thở em mở được có 7 năm kim cương 3 kim cương kêu là số em xui lắm em không có duyên với mở kim cương này kia thực ra các bạn kém nếu như các bạn mở những cái hộp về nhiều ấy các bạn sẽ nhận ra cái lỗ hỏng của bên nhà phát hành một cách mở kim cương cực kỳ hay nhé cực kỳ hay luôn mở auto được nhiều kim cương luôn chẳng có các bạn không phát hiện ra lỗ hỏng thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở được trên 30 kim cương nhưng các bạn nên nhớ phải giữ bí mật này không được để cho bên nhà phát hành phát hiện nếu để bên nhà phát hành phát hiện các bạn có thể bị ban bất cứ lúc nào nha cái, những clip hướng dẫn như này chỉ có trên kênh của anh đậu thôi cho nên các bạn đề nghị muốn xem muốn hướng dẫn chỉnh chu hơn các bạn bấm like chia sẻ đăng ký đi chỉ mở một lần duy nhất hướng dẫn đúng một lần duy nhất thôi nha không có lần thứ hai mở phát auto ra trên 30 kim cương thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái nút nhận cái này thì ai cũng biết rồi cái này ấy biết rồi, đầu tiên các bạn bấm nút nhận. Đấy. Đấy. Bây giờ các bạn muốn bao nhiêu kim cương? Bây giờ các bạn muốn 70 kim cương thì các bạn chờ 70 giây. Và các bạn muốn 50 kim cương các bạn chờ 50 giây. Bây giờ anh Đậu sẽ hướng dẫn các bạn trước. Bây giờ anh Đậu sẽ chờ cho các bạn tầm độ uh, 30 kim cương đi. Bây giờ anh Đậu, sẽ chờ 30, anh, Đậu sẽ chờ 30, anh Đậu sẽ chờ 30 giây nha Nãy giờ đếm nãy giờ phải được 5 giây rồi. 7 giây rồi. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Mở auto trên 30 kim cương luôn Xàm làm chó luôn <laughs>